Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em, và em là Cường Kê Thân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh Cường Kê Thân. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với sản phẩm áo phông cô bé. Và ngày hôm nay thì em sẽ để quay trở lại giá 199.000, bao ship chính hãng, bao ship toàn quốc, bao check chính hãng toàn quốc và bao mở hàng ra kiểm tra. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Columbia, Nike, Adidas và một vài con Believer Hill Polo Club. Toàn là những thương hiệu to đấy nhá, hàng giá rẻ nhưng mà thương hiệu lớn và là hàng mở kệ nước đầu tiên. Ngay bây giờ hãy cùng Cường Kê Thân khám phá mã Q của buổi tối ngày hôm nay nhé. Bắt đầu thôi. Ok, và để không mất thời gian thì chúng ta sẽ đến ngay với Q1. Q1 ngày hôm nay sẽ là một em Tommy Hilfiger với cổ là cổ kaki ạ. Con này là cổ kaki, còn chất ở dưới là chất cô đồng 100% nhé. Con này là 6570 và cân nặng là 60-68. Tem mác rất mới nhé, tem mác rất mới nhé. Chỉ riêng cái phần cổ sơ mi này là nhìn nó không được mới thôi, nhưng mà toàn bộ con áo đều còn rất là đẹp. Bởi vì cái chất liệu cô đồng làm nên cái cổ này nó cũng là màu xanh tím than giống màu với cả áo ấy, nhưng mà nhìn cái màu này với màu này nó khác biệt khá là nhiều về tông màu. Cái cổ này nó là cái chất ở dưới là chất cô tông, còn cái chất ở trên lại là chất cô tông cứng. Đằng sau là logo 85 thêu này. Đây là một con rất là đẹp nhé. Rộng vai 43, dài 75 và độ rộng 50, 6572 hoặc là 6570 nếu như mặc form rộng và cân nặng là 60-68 ạ. Bây giờ em sẽ cho mọi người xem tem mác của con này đầu tiên này. Con đầu tiên này, đẹp nhá. Hàng rất mới nha anh em nhé. Tiếp ạ. Mã tiếp theo là mã 2, chúng ta sẽ đến với Believer Hill Polo Club. Con này sang 100. Con này mua mới thì cũng chỉ hơn 1 triệu tí thôi, tầm khoảng 1,2 triệu này. Cũng không quá đắt nếu mà phải mua mới, nhưng con này rất là mới này. Lại tiếp tục là form 6570, cân nặng 60-68, rộng vai 45, dài khoảng 67-68 và độ rộng bụng là 54 của anh em nhé. Chất này là chất cô tông mềm. Đây, chúng ta sẽ có tem mác cô kia đầy đủ nhé. Vẫn vậy thôi. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với thương hiệu Columbia. Đây là một trong số những thương hiệu mà áo của nó vài trăm đô một con anh em. Rộng vai 51, dài 80, độ rộng 57, 68 đến khoảng 75 là chiều cao, còn cân nặng là 60-70, form rộng rãi thoải mái, chất thể thao. Con này em đã bán được không dưới 20 con rồi và cứ về là hết. Bình thường là em bán mấy con này giá toàn là 350, chắc chắn anh em biết mấy con này xuất hiện trong kiện VIP nhiều mà. Nhưng mà hôm nay em bán 199.000 thôi. Mã 4 ạ. Tommy tiếp, rộng vai 50, dài 79, độ rộng 55, 1m65, 1m72 và cân nặng là 60-70, chất cốt tông mềm, hàng của Tommy Hilfiger nhé. Toàn là siêu phẩm đấy anh em. Anh em săn thoải mái, bởi vì là từ giờ đến hết tháng 10 thì bọn em vẫn tiếp tục lên phong cổ bẻ. Nhưng mà cứ có con nào ngon mà giá nó rẻ thì phải xúc ngay anh em. Mã tiếp theo ạ. Chúng ta sẽ đến với một con Nike Dry Fit với mã là mã Q5. Em đợi em tí nhé, để em bật cái quạt ấy, hơi nóng. Nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng mic một tí đấy anh em ạ. Đây là một con Nike màu đen và logo màu trắng. Logo này là logo thêu anh em nhé. Rộng vai 45, dài 78 và độ rộng bụng là 56, 6572 cân nặng 60-70. Chất này là chất thể thao anh em nhé. Và màu của nó là màu đen ạ. Chất thể thao thì nó sẽ không giống màu cốt tông. Màu đen này cũng là đen xì luôn. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Valentino này. Mã 6. Rộng vai 50, dài 60 và độ rộng bụng là 50 luôn. Đây là một con Valentino với cái form rất là thời trang. Con này đợt trước em cũng bán một con form rộng hơn con này một chút. Đây là một con của Valentino. Và con này thì mặc cái thiên hướng thời trang rất là nhiều nhé. Con này là chất của nó là chất cốt tông mỏng. Hàng của Valentino anh em. Cái hàng này cực kỳ đắt. Nó đắt đến như thế nào thì anh em có thể tự search giá bằng cái cách đấy là search áo Valentino chính hãng. Con này ở trong cục của Nhật Bản này. Đó. Mã này 199.000 luôn. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Polo Ralph Lauren. Con này thì form rộng vai 48, dài 77, độ rộng 54. Đây là một em Ralph Lauren với chất liệu là cô tông mềm, 6572 cân nặng 60-70. Tất cả những con này đều ở trong cái cục em vừa mới mở cách đây khoảng 3-4 ngày đấy. Cái cục mà em có quay short lên trên kênh của em ấy.
là em mở cũng mới thôi và mới xử lý xong thì bây giờ lên hàng cho anh em. Cốt tông mềm nên giá nó sẽ rẻ hơn bình thường một chút. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với Indian với mã 8. Đây là dòng gốp nhá. Cái dòng này rất là đắt này. Rộng vai 46, dài 75 và độ rộng bụng là 55. Indian gốp 1m65, 1m72, cân nặng 60-70 nhá, hàng của Indian. Một cái con hàng của Hàn với tem mác cốt kiếc đầy đủ. Và con này thì nó là chất cốt tông pha với polyester, vừa đứng form mà không phải là nhiều. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Q9 và chúng ta sẽ quay trở lại với hàng của Pháp, Pierre Cardin. Rộng vai 46, dài 73 và độ rộng 56, chất thể thao thoáng khí. Lại tiếp tục là 6572, cân nặng 60-70. Anh em lưu ý giúp em này. Đây không phải là bẩn đâu nhá, đây là cái sợi chỉ. Đây. Ngon chưa? 95%. Hàng của Pierre Cardin mới 95% và 199.000 bao ship. Tem này. Anh em nhìn tem đọc được từng chữ một luôn, cực kỳ chất. Tiếp ạ. Bây giờ cứ lên thôi, còn anh em thấy phù hợp thì xúc đấy ạ. Mã 10 chúng ta sẽ đến với Believer Hill Polo Club này. Cái hàng này bán 350 vẫn bán được nhé. Bán 450 vẫn bán được. Chỉ chẳng qua là kiểu để kích cầu ấy thì giá nó rẻ. Ở trên kênh của em thì em hay làm những cái chương trình kiểu như là em hay nói một cách rất là vui, đó là đặt khách sạn 3 sao nhưng được ở khách sạn 5 sao ấy. Thì mấy con này nó sẽ là như thế. Chúng ta sẽ có 1m60, 1m68, cân nặng 60-65, rộng vai 45, dài 70 và độ rộng bụng 50. Believer Hill Polo Club. Chất là chất cô tông mềm, mặc giúp em nhé. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Bin Pole với mã 11. Bin Pole. Chúng ta sẽ đến với một con màu cam với tất cả logo là thêu. 1m60 đến 1m68, cân nặng 60-65 thế nhá. Mặc giúp em, con này là cô tông. Rộng vai 43, dài 70 và độ rộng 49. Tem mác đầy đủ và độ mới trên 90 là cái chắc chắn nhé. Hàng mở kiện này thì nó không có câu chuyện nó bị cũ đâu anh em. Trừ khi là ai bán hàng đuôi ấy, hàng nước 2, nước 3 ấy, thì may ra nó bị cũ, cả thương hiệu của nó bị kém. Chứ còn mấy con này là mấy con kiểu đỉnh cao rồi. Đây, Adidas size 100 này. Hàng rất mới luôn. Rộng vai 45, dài 69 và độ rộng 49. Con này em sẽ để tặng nhé. Con này bị ấp màu rồi. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Con này mặc thì thực ra cái ấp màu này không phải ai cũng nhìn thấy đâu. Bởi vì là cái ấp màu này, đây em sẽ cho mọi người xem này, nó chỉ bị 1-2 vệt thôi, còn lại con áo màu trắng tinh luôn. Nếu mà ai mà có kiểu gọi là kỹ tính quá thì lấy con này về xong bắt đầu là tẩy thì nó sẽ hết. Còn không thì cứ để nguyên mặc vẫn được. 13 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger này. Rộng vai 46, dài 77 và độ rộng bụng 59. Con này 1m68, 1m75 và cân nặng là 60-70 nhé. Form rộng rãi thoải mái mặc giúp em. 13. Hàng của Tommy, chất liệu cốt tông mềm, độ mới 95% mà em bán có giá 199.000 anh em. Không chốt bây giờ thì còn chốt bao giờ nữa. Hôm nay ra ngoài đường là bắt đầu nhiệt độ nó lên khoảng 36-37 độ rồi anh em. Những cái sản phẩm như thế này sẽ là những sản phẩm được ưa chuộng nhất của mọi năm, năm nào cũng vậy, cổ bẻ lúc nào cũng bán được nhiều nhất. 14 chúng ta sẽ đến với Nepa. Con này màu xanh nhạt này. Rộng vai 42, dài 66 và độ rộng 47. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65 nha. Con này mặc size S giúp em. Chất cốt tông thoáng khí á. Cũng mới lắm. Này. Đó. Mã tiếp theo chúng ta sẽ quay trở lại với Adidas Climachill với mã 15, rộng vai 44, dài 68 và độ rộng 49. Lại tiếp tục là 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65 đấy. Con này form slim fit, chất là chất thể thao thoáng khí và chúng ta sẽ có một em Adidas chính hãng với tem mác ở phía trên nhé. Con này không phải tem ở phía dưới đấy, nó sẽ có tem dọc ở phía trên và cái QR nó cũng ở phía trên luôn. Con này là tem kiểu dạng tem nhỏ của mấy năm trở lại đây ấy. Tiếp đi ạ. Tiếp tục thì bỏ qua Adidas, chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với thương hiệu Nike. Đây, áo của Nike. Con này là mã Q16, rộng vai 45, dài 67 và độ rộng bụng là 48. Một con áo màu bã trầu của thương hiệu Nike, 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Con này cực mới luôn nhé. Đã là của Nike nó còn cực mới như thế này. Và giá thì bao nhiêu? 199.000. Nhấn mạnh lại nhé, kênh của em đang là cái kênh bán những cái con mặt hàng high end liên quan đến cổ bẻ là rẻ nhất. Vừa rẻ mà lại còn vừa đẹp nhất. Anh em cứ đi nghiên cứu thị trường giúp em nhé.
17 chúng ta sẽ đến với snort face. Đấy, áo của snort này. 46 rộng vai, 66 độ dài và 54 ở rộng bụng. Một con snort face chính hãng, chất thể thao màu đỏ. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 tiếp ạ. Hàng The North Face ở Việt Nam fake rất nhiều nhá, nhưng mà đây là chính hãng. Và The North Face thì nó cũng là một cái thương hiệu rất nổi về cái việc làm ba lô. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Nike, chất gọi là chất thể thao dạng lưới. Đây, đây là Nike Gop. Rộng vai 47, dài 68-69 và độ rộng bụng là 52 với mã là mã Q18. Có thể là anh em sẽ nghe giọng em và cái cách làm clip của em hôm nay hơi chậm đúng không? Tối hôm qua là bọn em vừa liên hoan đội bóng đá xong. Thế nên là anh em thông cảm, hôm nay em làm clip nó sẽ bị chậm chạp hơn bình thường. Vẫn là tem mác như vậy thôi. Và nó là Nike Gop. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65 đấy. Trong khoảng đấy mặc là rộng rãi. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Kappa với mã 19. Rộng vai 47, dài 70 và độ rộng bụng 53. Em Kappa mới đét 60-68, cân nặng 60-65 ạ. Hình như là hôm qua hôm kia em có bán một con Kappa nó cũng tương tự như này ở trong cái kiện gọi là kiện luxury thì phải. Mới lắm. Mã tiếp đi ạ. Mã tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 20 và chúng ta sẽ tiếp tục với Valentino này. Cái chất bọn Valentino này thì nó là chất luxury ấy, thế nên là cực kỳ là thấm hút mồ hôi luôn. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng 56. Thương hiệu rất to nhé. 65-72, cân nặng 60-70. Hôm nay toàn cũng toàn thương hiệu lớn đấy, không có thương hiệu bé đâu anh em. Cúc in logo này, không có mấy con vớ vẩn đâu. Giá thì nó đang quá rẻ rồi. Em sẽ lên từ từ cho mọi người nhá. 21 Adidas Combat Sport. Con này em sẽ để tặng, rộng vai 45, dài 66, độ rộng 51. Con này nó có chữ Hàn ở đằng sau ấy. Mặc dù nó là một con chính hãng, nhưng mà em sẽ để tặng thôi. Nếu mà ai không quan tâm cái việc là nó sẽ có dòng chữ Hàn ở phía đằng sau thì có thể chọn một cái con Adidas chính hãng rất đẹp như thế này để tặng. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Tiếp đi ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 22. Chúng ta sẽ đến với Nike. Rộng vai 45, dài 66, độ rộng 50. Lại tiếp tục là form size 60-65, là chiều cao, cân nặng là 65 trở xuống nhá. Còn áo thì siêu mới luôn. Nếu cả Adidas em còn dám lôi ra tặng thì mọi người phải biết là mấy con này nó mới đét đẹp như thế nào. Mã tiếp ạ. Chúng ta sẽ đến với Adidas với mã 23. Con này cũng không đừng mới lắm đâu. Rộng vai 41, dài 67 và độ rộng bụng 44. 1m60, 1m65, cân nặng dưới 65. Con này bác nào mà không lo nó bị cũ thì em sẽ tiếp tục tặng tiếp. Hôm nay clip ngày hôm nay thì để tri ân là nhiều, em sẽ tặng mã này tiếp. Mã tiếp ạ. Con nào xứng đáng bán thì mới bán. 24 chúng ta sẽ đến với Nike Dry Fit. Và đây là một con Nike thể thao. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Tem mác đầy đủ và còn khá ngon. 199.000 nhé, hàng của Nike. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Asics. Rộng vai 43, dài 71 và độ rộng bụng là 48. Một em Asics đen xì, chất thể thao. Đây. 1m60, 1m65 và cân nặng dưới 65 với mã là mã 25. Asics, một em hàng của Nhật. Tem mác cũ kia vẫn vậy. Áo rất mới, 199.000. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với mã 26 và chúng ta sẽ đến với Indian Gop. Rộng vai 47, dài 74 và độ rộng bụng là 58. Con này siêu mới nhá. Những cái con mà em nhấn mạnh như này thì anh em là khó tính chọn mấy mã này thôi em. Bởi vì nó mới. Đây. Mọi người xem này. Nó mới như một con áo trong store luôn. 65-72, cân nặng 60-70. Con này mới lắm. Thế nên là anh em cứ chọn thoải mái thôi. Còn áo về form viết các thứ rồi về chất liệu. Chính hãng mà. Rất là đáng tiền. Mã tiếp ạ. Hôm nay em sẽ làm clip thật từ từ đấy nhá, anh em thông cảm giúp em cái. 27 chúng ta sẽ đến với Hanzi, một cái thương hiệu mà áo lúc nào cũng 3-4 triệu một con, rẻ thì khoảng 2,8 triệu. Rộng vai 46, dài 75 và độ rộng bụng 53, 65-72, cân nặng 60-68. 65-72 là chiều cao nhé. Đây là một con Hanzi màu xanh. Hanzi thì nó là một cái thương hiệu để làm nên những cái sản phẩm liên quan đến đánh gốp ấy, nên là nó đắt.
Với cả là người Việt Nam thì ít người biết đến thương hiệu này. 28 chúng ta sẽ đến với Fila size S này. Rộng vai 38-39, dài 56 và độ rộng 48. Một em Fila thể thao size nhỏ. Con này để tặng luôn nhé. Sao nhìn gì? Tặng thoải mái đi. Áo nhà mình nhiều mà. Tiếp tục ạ, 29 chúng ta sẽ đến với Valentino tiếp ạ. Rộng vai 46, dài 75 và độ rộng 52. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Hàng của Valentino. Nhấn mạnh với anh em này, Valentino nó còn đắt hơn cả Hanzi cơ. Chính vì thế nên là mấy con áo này giá 199.000 là cực kỳ dễ chơi rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với Adidas với mã 30. Rộng vai 41, dài 62 và độ rộng bụng 47. Một con Adidas không được mới cho lắm. Đây em nói trước, 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65. Con này không được mới đâu nhá. Tặng. Tiếp ạ. Hôm nay tặng toàn Adidas cho nó chơi nha. Mã 31 chúng ta sẽ đến với Asics. Mấy con này thì mới này. Rộng vai 44, dài 73 và độ rộng bụng 52. 1m65, 1m70 và cân nặng là 60-68 nhá. Hàng của Asics. Asics thì thường thường nó sẽ làm chất thể thao, nhưng mà con này lại là cốt tông anh em nhé. Và đương nhiên rồi, nó là hàng chính hãng anh em. Cực kỳ đáng tiền. Đó. Tiếp ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với một con Adidas Tennis. Rộng vai 42, dài 70, độ rộng 49. Con này thì màu của nó hơi dị. Và form này là form nữ rồi. Chị em cao dưới 1m65, hoặc là anh em mua cho chị em được. Cao dưới 1m65 và dưới 55kg mặc được mã này. Con này thì được cái là rất mới nhá, nhưng mà nó là của nữ. Anh em có thể mua về cho chị em cũng được. Mã tiếp theo ạ, Mizuno với mã 33. Chúng ta sẽ đến với rộng vai 44, dài 65 và độ rộng bụng là 50. Đây là một con Mizuno thể thao. 1m60 đến 1m65 và cân nặng dưới 65. Mấy con trắng trắng này thì anh em về đặt qua giúp em nhé. Tiếp. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với Binpole với mã 34. Rộng vai 48, dài 73 và độ rộng bụng là 54. 48, 73, 54, 65, 72, cân nặng 60, 70. Chất cô tông mềm. 100% cô tông anh em nhé. Nhấn mạnh lại với mọi người là 199.000. Quá rẻ. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với mã 35. Chúng ta sẽ đến với một con Nike. Rộng vai 45, dài 70 và độ rộng bụng là 50. Một em Nike với form size 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Một con dry fit của Nike. Và giá thì bao nhiêu ạ? 199.000. Rất nhiều tem. Đó. Đủ rẻ để chơi chứ ạ. Tiếp tục ạ, Nike tiếp với mã 36, rộng vai 60, dài 80 và độ rộng bụng 70. Đây là một em Nike thể thao màu trắng. Nên anh em về giặt qua giúp em mã này trước khi mặc nhé. Bởi vì những cái con màu trắng như này thì nó sẽ có thường thường nó sẽ có một hai vết nho nhỏ. Con này chất thể thao thoáng khí. Và tem mác đầy đủ. Con này thì vẫn tiếp tục lại là 1m68, 1m75 và cân nặng 65-75 thôi. Con này là size L. Chúng ta sẽ quay trở lại với màu vàng với mã 37. Chúng ta sẽ đến với Fila. Và đây là Fila Gop nhé. Rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng là 57. 65-72, cân nặng 60-70. Với 199.000 thì cũng không nên kiểu kỳ vọng quá nhiều vào một sản phẩm kiểu nó mới đến 98-99%. Trên 90% là đã quá ngon rồi. Đây là những con hàng mở kiện của nhà em. Chính vì thế nên là em nói luôn với tất cả anh em luôn là đây đều là những con rất đẹp nhé. Adidas tiếp này. 65-72, cân nặng 60-70. Con này nó có một cái vệt ở phần cổ trong này này. Bởi vì nó bị ấp màu từ cái phần tem in này. Con này 99.000 nhé. Rộng vai 52, dài 74, độ rộng 58. Ai chơi được thì chơi được. Nó ở phần bên trong cổ, thế nên nó cũng không ảnh hưởng gì nếu mà mặc. Tem mác rất mới này. Đó, chất thể thao. Tiếp. 99.000 là chuyển khoản luôn nhá. 39 ạ, chúng ta sẽ đến với Nike Dry Fit. Và đây là một con Nike với cái chất cực kỳ mát. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65. Đương nhiên hàng tem mác đầy đủ. Rộng vai 42, dài 72, độ rộng 50. Em sẽ
gọi là cân nhắc trên từng sản phẩm một để làm sao lên bất kỳ một sản phẩm nào em cũng sẽ có thể cho nó đi được. Bởi vì là thực ra là hàng nhà em rất là nhiều, tính con số lên đến hàng vạn sản phẩm. Chính vì thế nên là lên là phải bán được thì mới lên nhé. 40 NBA đẹp chưa? Con này rất đẹp luôn, cá tính. 1m60, 1m68, cân nặng 60-65, hàng chính hãng của NBA. Anh em cứ đi search áo NBA đi, xem 199.000 có phải là quá rẻ không anh em. Rộng vai 46, dài 70, độ rộng 50, chất cốt tông. 41 chúng ta sẽ đến với Kappa, và chúng ta sẽ đến ngay với một con Kappa chất thể thao màu trắng ạ. Con này thì không có vết đâu, không có vệt gì cả, rất ngon. 65-72, cân nặng 60-70, và chất của Kappa, cái chất thể thao này là chất co giãn 4 chiều nhé. Đây em sẽ cho mọi người xem tem dưới luôn. Con này thì mới, mặc dù nó màu trắng nhưng nó mới nhé. Từng sản phẩm một em sẽ có những cái câu chuyện gọi là đằng sau của từng sản phẩm một. Sản phẩm nào làm sao thì em sẽ báo luôn để đỡ phải xin lỗi khách về sau. 42 Aniquilo mới đét, rộng vai 46, dài 74 và độ rộng 51. Aniquilo màu đen và mới như thế này, 199.000, 65-72, cân nặng 60-70, rộng vai 46, dài 74 và độ rộng bụng là 51 nhé. Tiếp 43 chúng ta sẽ đến với thương hiệu Boss, BOSS. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng thế giới luôn đấy, chứ không phải là châu Á đâu. 1m60, 1m65, cân nặng 60-65. Để em đọc cái thông số nhé. Rộng vai 43, dài 70 và độ rộng bụng là 47. Đây là một con Boss, Hugo Boss. Nhưng mà cái con này thì form của nó là form slim fit. Màu con này cũng là màu trắng tinh, và nó đường cái đấy là nó không có vết gì cả. 44 ạ, Giordano, rộng vai 50, dài 77, độ rộng bụng 51 này. Cốt tông mềm hàng của Giordano, 65-72, cân nặng 60-70. Chất rất sướng nhá, chất này cực kỳ mịn luôn. À mấy cả là mấy con áo mà em mở kiện ra xong em để em mặc, mọi người đừng hỏi mua nhá. Ví dụ như là những cái con mà em đang mặc như này là toàn trong kiện ra. À, mọi người cứ hỏi mua áo em mặc. Boccaro ạ, mã 45. Rộng vai 45, dài 72 và độ rộng bụng là 49. Cốt tông mềm, 65-72, cân nặng 60-70. Ai mà thích mặc form rộng rãi thoải mái cứ mặc mấy con này này. Thêu nhá, đây là thêu nhá, nhấn mạnh. Với 199.000 thì đây là những sản phẩm ngon nhất của thị trường rồi, không thể ngon hơn được nữa đâu anh em. Tiếp ạ. 46 Dicente, rộng vai 45, dài 72 và độ rộng bụng 52. 1m60, 1m68 và cân nặng là 60-65. Nhân viên nhà em bây giờ cũng đang hoạt động hết công suất rồi anh em nhé. Đơn nhiều quá, dạy đơn nhiều. 47 ạ, Giordano cốt tông mềm, rộng vai 48, dài 74 và độ rộng 50. Mới, con này mới này. 65-72, cân nặng 60-70, con này mới như mới luôn. Mới như hàng mới nhá. Những cái con em nhấn mạnh là nó rất mới như này thì anh em cứ gọi là cứ thoải mái mà chọn, bởi vì là sẽ không phải lăn tăn nhiều, nó sẽ không có vết gì cả luôn. 48 ạ, Polar Ham, con này cũng mới, rộng vai 50, dài 76, độ rộng 56, màu xanh nhạt. Hàng của Polar Ham. 65-72, cân nặng 60-70 và form là form rộng rãi thoải mái. Clip hôm nay em làm sẽ khá là chậm, chính vì thế nên là anh em cứ bình tĩnh mà chốt hàng. Đưa hàng đấy. Asics với mã 49, 49 và 50 sẽ hai mã cuối. Con này rất đẹp nhé, rộng vai 51, dài 70, 69-70 và độ rộng bụng là 55. Một con thể thao của Asics, 65-72, cân nặng 60-70. Hôm nay em sẽ chỉ lên 50 mã thôi, và trong đấy có rất nhiều Adidas tặng đấy. Anh em xem thì anh em cứ chốt thoải mái thôi em, chất thể thao. Và mã 50 là mã cuối cùng, chúng ta sẽ đến với một con dành cho những anh em nào hay đi đánh quần vợt, tennis, cầu lông, đi chạy. Chúng ta sẽ đến với một con hàng của thương hiệu Yonex. Yonex, rộng vai 41, dài 68 và độ rộng bụng là 49. Hàng thể thao thì thường thường nó sẽ ngắn hơn hàng cốt tông để mặc quần dài. Đẹp chưa? 1m60 đến 1m68 và cân nặng là 60-65 trở xuống. Hàng Nhật Bản, cực ngon. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều đã đến với clip vào buổi tối của Cường Nguyên Thân, và hẹn gặp lại anh em vào trưa mai. Trưa mai chúng ta sẽ gặp lại nhau với sản phẩm quần ngố nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.